Trung Kiên Moto chào tất cả anh chị em đang theo dõi kênh của Trung Kiên Moto nhé. Đấy, anh em xem video này thì nên xem từ đầu đến đuôi nhé. Hôm nay em về hai siêu phẩm anh em nhé, hai siêu phẩm Win Honda chính hãng. Anh em nghe rõ nhé, hai siêu phẩm Win Honda chính hãng. Và nói luôn là không bán trên thị trường, không bán ra ngoài thị trường. Đấy, không bán ra ngoài thị trường. Mà xe này là xe xuất từ Indo, xuất từ Indo anh em nhé, cho công an Việt Nam và cho bên tòa án Việt Nam. Nó sẽ rơi về từ năm 2001, 2003, 2006. Đấy. Thì đây anh em nhé, đây là một chiếc xe Win như em lời em nói. Tại sao mà em không dọn mới lên, em để mộc như thế này, em để mộc như này để anh em hiểu được. Đây là một chiếc xe mộc và zin 100%. Em nói câu 100% nhá. Zin 100%. Chiếc xe Win này zin 100%. Bằng cam kết cho anh em luôn là zin 100%. Từ vành, bánh, dè, thụt. Mày ơi, nhưng đây nhá, nhưng nhá, có hai sửa đổi thôi. Là riêng cái dè trước, dè sau con này nó là dè nhựa. Đúng không? Nó là dè nhựa. Đời này nó là dè nhựa. Nhiều anh em biết rồi, em không nói, nhưng có những anh em không biết. Anh em chỉ chơi Win đến đời 99-2000 thôi. Còn đời 2 lẻ anh em, nó là xe không bán trên thị trường, nó xe thanh lý công an ra. Đó, anh em nghe rõ nhé, anh em cứ xem video em phân tích cho anh em. Còn hiểu biết của em đến đâu, em sẽ phân tích đến đấy. Các bác cảm thấy ưng, các bác mua. Các bác không ưng, các bác có thể theo dõi. Đừng bình luận những lời cay đắng, vì cái chơi Win này nó vô giá lắm. Đây này, em xin phép các bác em nói lại này. Chiếc xe Win này của em là chiếc xe Win đời 2006, đời chót, đời cuối cùng của xe Win. Nếu bác nào chơi về Win ấy, bán ra thị trường nó chỉ năm 2000 quay đầu thôi. Còn từ 2000 trở lên là những xe, một là đăng ký muộn, hai là xe thanh lý trong công an ra. Ví dụ như năm 2003 là bên Indo đổi lương thực thực phẩm, đổi lương thực thực phẩm cho bên công an Việt Nam. Mỗi tỉnh nó có khoảng 2 chiếc xe Win. Đấy, bác nhớ, mỗi tỉnh được 2 chiếc xe Win. Đấy. Còn đời 2004 là 56 là thường thường là nhập cho bên tòa án lôm la như thế bác nhá. Nhưng đời đấy nó là cái dè nhựa bác nhá, cái dè bằng nhựa này. Đấy, thì trong quá trình người ta đi nó bị vỡ. Bác hiểu không? Người ta thay dè sắt vào. Cái tâm lý của người dân mà, các bác đọc tâm lý nhá. Người ta thay dè sắt vào. Người ta thay dè sắt vào. Đấy. Thứ hai nữa là xe này thanh lý cho công an ra. Đấy anh em nhìn nhá, nó để lâu mà. Đấy, quan trọng công tơ mét này anh em nhìn này. Công tơ mét con này là 5,3 vạn. Em không giấu đâu nhá, em không giấu đâu. Bình xăng em nhìn bên trong này, mới quáng luôn này, mới quáng. Đấy, bình xăng nhá. Đấy. Sơn zin 100%. Sơn zin 100%, nếu ai phát hiện ra một vết sơn lội thôi, em đập xe giả lại tiền. Đấy, cái này em vẫn để mộc, em chưa đánh bóng, em chưa phủ gì, em để mộc. Tay anh em nhìn cái tay bóng, tay côn với cả cái cùng công tắc này, dè này, zin đấy anh nhìn con ốc. Và em khẳng định lại cho anh em là con xe này này, con ốc này chưa mở nhá. Con ốc này của em chưa mở nhá. Chưa mở nhá. Đây này, em cam kết con ốc cổ này chưa mở. Nếu anh em bảo mở, phải mở, em biếu không anh em xe. Thế này anh em biết con xe nó zin như nào. Con ốc này chưa mở, con ốc này chưa mở này. Đấy. Tức là đồ zin hết rồi, không cần phải tả nữa. Ví dụ sinh nhan zin hết này, pha đèn vành đèn zin này, thụt trước thụt sau zin này, vành bánh Meyer zin anh em nhá. Đấy. Và đặc biệt quả yên này nhá, có người giả em riêng quả yên này không, 5 triệu em không bán. Riêng cái yên này không, 5 triệu không bán, vì nó là yên zin, chưa bọc lại anh em nhá. Chưa bọc lại đâu, nét căng luôn. 5 triệu không bán quả yên này đâu. Đấy, anh em xem kỹ nhá. 5 triệu chưa bán quả yên này. Zin 100%. Anh nhìn quả đồng hồ đây đẹp chưa? Đồng hồ siêu đẹp luôn. Em thừa sức em gửi lại 1 vạn, 2 vạn nhưng em không gửi đâu. Em để mộc luôn, em để đúng như cái gì em mua. Đấy anh em nhá. Đây em quay qua tiếng máy cho anh em này, rất nhẹ lỗ này. Đấy. Lỗ từng tiếng. Trơn. Đấy, quay rất trơn luôn. Không một tiếng động luôn. Em tắt máy nhá. Tắt máy này. Vành bánh quay bây giờ vẫn quay này, vẫn quay này. Đấy, và em bao ship bao hồ sơ cho anh em nếu anh em cần. Chiếc xe này nó không có giá trị thật nên anh em chủ mua thì cứ nhấc điện thoại alo cho em. Và em nói luôn là không rẻ đâu, chiếc xe này không rẻ đâu anh em nhá. Đấy. Và trải qua phân tích em nói qua cho anh em này. Cũng là chiếc xe này.
mấy chiếc xe này giống nhau đúng không? Con này cũng đồ zin kín xe, nhưng tại sao con này ví dụ em chỉ bán ra tầm 35-40 triệu, nhưng con này em bán vẫn 70-80-100 hơn trăm, tùy theo đấy. Và ngược lại nhá, cũng con xe này đấy, mấy chiếc xe này giống nhau hệt cùng đời này, cũng thanh lý ra, nhìn này, đây đúng chuẩn, nó này rẻ nhựa này đấy, cũng thanh lý ra nhá. Anh em nhìn bẩn không, xấu bẩn không, ăn nát này thôi, nhưng được cái máy zin nhá, em bán ra tầm 45-60. À, anh em nhìn nát này thôi, nhưng em hiểu này này, em vào vài triệu bạc là nó zin ngay, vài triệu bạc là nó ngon ngay, vì con này là đồ zin nó còn ít, những cái chính còn thụt trước thụt sau đấy, bình xăng cốp zin, máy zin nhá, quan trọng là máy zin. Anh em nhìn thanh lý ra nhìn nó kinh không đấy. Cái xe này chỉ dành cho anh em là hiểu về xe thôi, chỉ dành cho anh em nào hiểu về xe thôi nhá. Máy zin nét, không zin đập xe giải tiền, em chưa thèm vệ sinh nữa, em để mộc luôn, em để mộc, em cam kết là xe zin nhá, máy zin nhá, đây này, em cam kết máy zin nhá, zin nét luôn nhá, em chưa rửa đâu, đây này, đây. Con này tại sao nó đắt hơn là vì này, cũng là zin này, đầu bò nó đẹp chưa anh em, đấy, zin mốc luôn này, zin mốc anh em nhá, zin mốc luôn, đấy, em cam kết nhá, nhấn mạnh cho anh em này, nó là máy zin, con này còn một tí mũ này. Anh em nhìn thấy cái cờ này, màu cờ vẫn còn này, màu cờ khô quang đấy, nó khô quang luôn. Anh nhìn quả lốc này, em chưa rửa nhá, mốc này, cái lốc vẫn còn sơn zin này, khô quang đấy, thấy đúng không ạ? Đấy, bình xăng này anh em này, chưa thủng, chưa gì, à chưa thủng, em zin tất cả zin hết nha. Em nhớ là con này mình nó có thể nói là zin 99,99%, zin 99,99999%, nó khác mỗi là cái rè thôi, mình có thể vào rè được, mình có thể đặt rè trước rè sau nhựa mình lắp được, nhưng nó vẫn là rẻ xịn anh em nhá. Đấy, xinh nhan zin hết, nói chung là zin hết rồi, không còn gì để nói. Vấn đề là anh em nếu đã ưng chiếc xe này rồi, mình đưa giá chung kết với em ấy, em cần người xuống tiền, em cần người thiện chí, em cần người chủ mua. Đấy, nếu chủ mua thì em sẽ bán. Đấy anh nhá, chủ mua em sẽ bán. Anh em nghe rõ nhá. Đấy, cái video này em quay cố tình quay sâu cho anh em này. Và đấy, và đặc biệt đấy nhá. Đặc biệt em nói qua cho anh em xem đôi lốp này, đôi lốp nhá. Đây này, con này N206, em xem có lốp N5 bao nhiêu này. Anh em đi mua xe cứ để ý một chút, xem có lốp trước nó còn đẹp như này nhá, xem nó năm bao nhiêu là sẽ biết xe đi đây thì nhiều hay để thanh lý. Đây, cái lốp của em là 2012 tháng 8 2012, đúng không? Đúng không? Thì đồng nghĩa với việc bây giờ là 2023 rồi, đúng không? Sẽ rơi vào tầm 11 năm nay. Anh em nghe rõ nhá, 11 năm nay mà chiếc xe này còn chưa mọt lốp đây. 11 năm nay mà lốp 2013 là 12 là 2023 là 11 năm nay, đúng không? 11 năm nay chưa thay lốp, thì đồng nghĩa với việc là con xe này đi rất ít, đúng không? Đi rất ít ở trong cái khung thôi, đúng không? Nó đi rất ít, từ 2006 đến 2012. Đấy, xe công nhá. Đấy, em xem có lốp sau này, em xem có lốp sau này. Nhiều khi anh đi mua xe những cái chi tiết nhỏ này thôi không ai để ý đâu, nhưng em rất để ý cái chi tiết nhỏ này. Cái chi tiết nhỏ này nó đánh giá được cho anh em là con xe từ năm đấy đến bây giờ tại sao nó chưa thay lốp. Thế tại sao nó không thay 2020 đi, không thay 2021 đi, anh em có nhận không? Mà nó lại là 2012. Đây, chào em tí nhá, em xem con lốp này nó bao nhiêu nhá. Đây, cái lốp này của em là 2013 này anh em này, 2013 này. Anh em lên nhớ này, lốp sau luôn mòn hơn lốp trước, đúng không? Lốp sau luôn mòn hơn lốp trước, nhớ nhá, lốp sau mòn lốp trước. Đây, thì 2012 là lốp trước, còn lốp này 2013 nhưng nó còn mới tinh này, cái rãnh nó sâu này, chữ đỏ mới tinh, đúng không? Nếu bình thường cái lốp này chưa thay nó sẽ là 2012. Thế đồng nghĩa mình hoặc là bây giờ là từ 2012 đến bây giờ là 2022 rồi, 2023 rồi, là 11 năm nay rồi. Đi 11 năm mà chưa mòn cái lốp là anh em biết là con xe nó ít hay đi nhiều. Tự anh em trả lời thôi, tự anh em trả lời thôi nhá. Và tôi cam kết lại cho anh em là đồ zin trên xe con này là 99,99%. Là vì sao? Là vì cái đời này này, cái rè sau phải là rè nhựa, nhưng mà rè nhựa nó dễ vỡ mà, quệt phát là vỡ, thế nó thay rè inox à. Đấy, nếu anh em mua con xe này nhá mà vào cái đồ xịn hơn nữa mới thì con xe nó siêu phẩm luôn. Em rất là phân vân, em rất là phân vân, không biết có lên quay cái xe này lúc mọc lên hay không, hay là vệ sinh dọn mới lên để quay. Nhưng mà em là người làm dâu trăm họ mà, có những người thích zin mộc như này, giống ông anh ở Sơn La, ông đi từ 10 giờ sáng đến gần 10 giờ tối ông đến nhà em để mua zin như thế này, màu đỏ, ông anh Sơn La nhá. Nó xấu hơn cái này rất nhiều, nó xấu hơn đây rất nhiều, nhưng anh vẫn khen, anh bảo kia nơi anh thích nó mộc nó zin như thế. Mỗi người mới thích, sở thích. Có những người thích zin nhưng phải dọn mới,
có những người thích zin nhưng phải mộc, xấu cũng được, gì cũng được nhưng phải mộc. Thì đây, nó là con xe dành cho anh em. Em sẽ không dọn đâu, em chỉ rửa thôi. Cái video này chỉ rửa thôi. Em rửa xong em quay tiếp. Nó sẽ khác bây giờ nhá. Em rửa xong cái xe này sẽ khác bây giờ. Đấy, nhưng em muốn quay mộc để dành cho những bác thích xe mộc. Đấy, các bác thiện chí này nhấc điện thoại alo nhanh cho em qua số 0358 444 888. Em tập trung con này, nhưng em phải lấy con này ra ví dụ này. Đây, cũng là một chiếc xe Winseat Honda. Tại sao chiếc này của em khoảng 100 triệu nhưng chiếc này cũng là một chiếc xe Winseat Honda. Tem giống nhau, đời giống nhau, nhưng mỗi máy ra rồi thôi. Con này máy zin nhá, máy zin nhá. Con này máy ra. Nhưng mà máy ra nhưng mà nó chỉ làm hơi đầu bò thôi, nhưng vẫn là đồ zin. Vẫn là hơi đầu bò zin. Thì tại sao nó chỉ tầm 3-40 triệu thôi, đúng không? Nhưng mà cũng con này, cũng con này, cũng là máy zin, máy zin nhá. Nhưng xấu bẩn hơn con này, đúng không? Anh em công nhận nếu ba con này đẹp nhất không? Nhưng lại thành rẻ hơn không? Như con này nhá, em lại bán ra tầm máy zin thôi, 4-50, vui vẻ 5-60 anh em ạ. Tùy theo, tùy theo, tùy theo anh em hiểu về xe. Anh em có thể nhìn cái này gì thay, thay cái gì em ạ? Này thay, đồng hồ vẫn zin nhá. Đấy, gáo đèn zin nhá. Cái này gì thay, bẩn này, đánh bóng, đỉnh đánh bóng. Nhưng đây, cũng là con Win đây, đúng không? Đúng không? Dọn rất đẹp đẽ đây. Thậm chí nhìn mới không? Mới này, mới này, mới không? Nhưng mà có 12 triệu bạc, 12 triệu bạc, mới tinh 12 triệu bạc, đúng không? Hôm nay em không có cái xe mới tinh em đăng. Đây, như con này nhìn sạch sẽ này, 12 triệu bạc. Nhưng tại sao con bẩn thế này? Bẩn thế này mà em bán ra khoảng 4-60, đúng không? Bình xăng zin đấy, máy zin nhá. Cũng là con này. Tại sao con này đẹp thế này? Cũng zin nhá, cũng zin. Mà em lại chỉ bán tầm 3-40. Đấy, anh em nghĩ mà xem, cứ nghĩ đi. Đây, và tiếp tục con này. Tại sao con này là siêu phẩm? Tại sao con này lại siêu phẩm? Tại sao con này siêu phẩm? Là tại vì nó zin toàn tập. Nó zin 99,9%. Riêng cái yên này không nhá, có người trả em mỗi cái yên này không bằng con xác xe rồi. Trả em mỗi cái yên này không bằng cái tiền con xác xe Win rồi. Con Win xịn rồi. Đấy. Em nói hơn dườm ra tí, nhưng mà anh em phải hiểu ra này. Em cũng muốn nói để cho anh em hiểu hơn về xe Win. Tất nhiên là những anh em xem cái video này, có những người vào phản bác, chửi em, mắng em, hoặc nói những lời không hay ấy, thì em chỉ khuyên các bác này này. Em không có thời gian để đi tranh luận với các bác. Nếu các bác cảm thấy vui vẻ, yêu quý em, ưng, mua thì alo cho em. Còn nếu các bác cảm thấy không yêu quý em, các bác thì rời khỏi kênh của em, đúng không ạ? Được chưa ạ? Có những các bác có thể lên nhắn tin chửi em ấy, thì trước khi chửi, trước khi nói ấy, các bác chỉ ngẫm thôi. Em là người bán hàng làm dâu trong họ, em vừa ý của bác thì lại mất ý của người khác, mà em vừa ý của người khác thì em mất ý của bác. Nên thôi, nếu anh em cảm thấy không hợp nhau, chia tay, không gặp nhau nữa. Còn hơn là anh em bình luận lên, chẳng mất cái gì mà thành nghiệp mồm. Trong đó em cũng sẽ cho anh em ra khơi luôn, em sẽ chặn anh em luôn, coi như xong, đúng không? Anh em hiểu không? Có những anh em đã theo dõi em thời gian qua, có những người hiểu này này, có những người hỏi em là em ơi có Win Honda Seat 3 triệu không? Em nói qua thôi, có Win Honda Seat 3 triệu không? Thì em xin thưa các bác là không bao giờ có, đúng không? Chứ đừng nói là máy zin. Nhưng mà em rất là kìm lại, em hỏi vui thôi là bác ơi, thế theo bác là con ấy 3 triệu ấy thì có, thế yêu cầu bác là gì? Nó anh chỉ cần máy zin thôi, không cần gì. Thế bác nếu mà 3 triệu có, bác cần thêm cái gì nữa bác cứ nói đi. Bảo nếu mà được cái bình xăng zin, được cái thủ trước thủ sau zin, đồng hồ phe đèn zin, mới vành mánh zin được thì tốt. Đấy, các bác nghe đấy. Các bác ấy bảo không quan trọng đâu, nhưng cuối cùng là toàn cái quan trọng nhất là bác cần mà có 3 triệu. Đấy, mà trong đó các bác đi mua xác xe bây giờ 3 triệu, ai có em mua hết. Cứ có giấy tờ đầy đủ em mua cho. Nào, được chưa? Qua cái video này em thông báo lên các bác rằng này, chiếc xe là của em, mấy chiếc xe là giống nhau, nhưng tại sao con này đắt gấp đôi gấp 3 lần. Thế thôi. Và tại sao các con xe cái xấu hơn con này nhưng đắt gấp đôi lần. Và tại sao con kia xịn nhìn đẹp đẹp thế thôi. Nhưng mà tại sao con này nữa, nó chỉ bằng 1/5 con xe của em. Thấy con xe này, chỉ bằng 1/5 con xe này, chỉ bằng 1/10 con xe này, đúng không? Và chỉ bằng 1/4 con xe này. Đấy, qua 14-15 phút nói chuyện như này thì em không biết các bác có hiểu gì về ý em nói không. Thì thôi, em chỉ chia sẻ với các bác rằng này này, anh em mình đến với nhau nó là cái duyên. Đều là người không quen biết, hoặc là trải qua một thời gian theo dõi em thì thành quen biết. Nếu các bác cảm thấy vui vẻ, đúng không, hợp lý thì các bác mua. Còn các bác cảm thấy không hợp lý thì thôi. Đấy, tìm con hợp lý. Còn nhà em nhá, xe nhà em ấy nó có đủ giá cho anh em. Xác xe em có 8-9-10 triệu em có, 15-20 triệu em có, 30 triệu có, 40 triệu có, 7-80 triệu, 100 triệu em có hết. Thậm chí em không có, còn loại 5-600 triệu hơn 1 tỷ ấy. Có nhá, em sẽ kết nối cho anh em. Được chưa? Đấy, em chỉ nói như thế thôi. Còn anh em thắc mắc gì nào, anh em thắc mắc gì cứ alo cho em qua số 0358 444 888.
Nếu anh em sợ Alo mất tiền thì anh em kết bạn Zalo số đấy 0358 444 888. Em sẽ gọi bằng video của Zalo cho anh em xem xe trực tiếp. Ưng là chốt. Nào, tư vấn miễn phí luôn. Nhiều anh em cứ bảo là anh ít tiền, anh không dám gọi chú. Càng nhắn tin cho em, đợi em trả lời tin nhắn càng mất thời gian, xong bảo là thằng này kêu lọ kia. Anh cứ nhấc điện thoại lên Alo cho em, mất gì đâu một vài nghìn. Hoặc Alo Zalo miễn phí đấy. Em ơi anh muốn hỏi con xe này, mất cái gì đâu, em tư vấn cho nhiệt tình. Riêng em tư vấn nhiệt tình cho anh em. Còn thuận thì mua, vừa thì bán, đúng không? Vì em mua của dân thì rất là rẻ anh em ạ. Vấn đề này, cái giá trị thật của con xe mình biết khoảng đấy thì mình sẽ bán ra. Đó. Nó không có giá trị thật đâu, nhưng cái giá trị thật khoảng bao nhiêu thì em sẽ biết. Đấy. Em chỉ nhắc lại này, nếu theo các bác mắt thường nhá, mắt thường các bác nhìn con xe này, một con xe này thì em chắc chắn bác lại cũng thích con xe này vì nó mới. Nhưng mà tại sao con này lại đắt gấp đôi con này, thậm chí gấp 3, gấp 4 luôn. Đấy, em nói thế các bác hiểu. Nó đơn giản đầu tiên này, nó là cái máy zin này. Zin này. Đấy. Những bác nào mà muốn mua xe zin mộc nhá, zin mộc như nguyên bản ấy để về tự dọn ấy thì Alo nhanh cho em con này. Zin mộc nhá. Các bác nhớ nhá. Zin mộc, tất cả mọi thứ em khẳng định các bác là không một vết sơn nội. Trên con xe này không một vết sơn nội. Video này quay hơi dài để cho các bác xem. Đấy. Thôi thì em không biết nói gì nữa, chỉ mong các bác hiểu rằng này, thứ nhất này, các bác bỏ ra số tiền mua con xe win thì này, tiền nào thì phải ấy, tiền nào thì xe đấy. Các bác bỏ ra 10 triệu các bác sẽ nhận được cái xe xứng đáng 10 triệu hoặc 11 triệu, chứ không bao giờ các bác bỏ ra 10 triệu mà các bác nhận xe 8 triệu là không có. Các bác bỏ ra 200 triệu các bác sẽ nhận cái xe trị giá 200 triệu hoặc trên 200 triệu, chứ không bao giờ các bác bỏ ra chiếc xe 200 triệu và nhận cái xe 50 triệu là không có. Đấy nhá. Đấy. Em nói qua này. Thôi thì quay qua này. Con này của em giá mong muốn của em hiện tại bây giờ khoảng trên 100. Mập nhá. Nhưng mà đây cũng con này, giá mong muốn của em con này khoảng 3x. 3x, biết 3x nhá. Ba mấy thì anh em alo. Nhiều anh em hỏi 3x là ba mấy thì thay bằng anh em hỏi ba mấy em cầm điện thoại gọi cho em. Đấy mới là thiện chí, còn các bác hỏi mồm thì em không nói nhá. Và em nói luôn, em không nhận chốt bằng mồm. Em nhận chốt bằng gì? Bằng tin nhắn, bằng hình ảnh, bằng điện thoại. Cứ kết bạn Zalo cho em. Mua hay không mua các bạn Zalo em 0358 444 888, em tư vấn. Và giá mong muốn của em, con này của em là tầm 5 sọi. Giá mong muốn của em tầm 5-6 chục. Còn con này thì giá mong muốn của em thì chục triệu, 12 triệu. Đấy, cứ thế này 12 triệu này. Có thể con này em bán rồi, nhưng em có nhiều chiếc xe như này khác để bán cho anh em tầm 12 triệu. 12 triệu con này, 5-6 chục con này, 3-4 chục con này, trên 100 chút. Hoặc có thể anh em xuống tiền em vẫn bán. Hai bên thỏa thuận đến chung kết. Ok chưa? Thôi em xin chào tất cả anh chị em nhé. Chúc anh chị em và gia đình sức khỏe, tài lộc, bình an. Chủ mua Alo cho em, vừa chân Alo cho em. Đấy, em tư vấn nhiệt tình. Đến chung kết với anh em. Được chưa? Đấy, ok. Thôi em xin phép dừng video đây, cửa hàng em đây nhá. Cửa hàng đây này. Em quay qua này. Cửa hàng em đây, em đang dọn đây. Em đang dọn cho anh em xe đây nhá. Đây này, Win này. Ba con Win này em đã bán rồi và em đang chờ dọn mới rút hồ sơ. Đấy nhá. Nói luôn nhá. Đây, và chiếc Win này em đang tháo chưa khung ra đây anh em này. Chưa khung ra mà chờ dọn. À, cái khung đấy rồi chú. Đây, đây là khung xe Mio, còn cái khung xe Win chắc đang mang đi sơn rồi. À, đây 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 bác này. Đây em nói đây. Riêng em dọn xe là chưa khung luôn. Đấy, con biển thứ quý 1 này này anh em chờ đợi nhá. Đây em có tất cả biển đẹp đây này. 5 6 7 8 9 đây, thứ quý qua hết nhá. Đấy. Đây thứ quý 5 này. 1 2 3 4 này, đây. Fuji là Mio này. Đây. Cái Win trong nhà vẫn có này. Em đủ lức giá cho anh em. Giá nào cũng có. Quan trọng anh em thiện chí thì alo cho em, đừng nhắn tin. Đấy, cảm ơn anh em nhé. Em xin dừng video. Anh em xem trước hết là nhớ like vào cái kênh của em. Theo dõi em, chủ mua thì alo cho em. Dù anh em mua hay không, cứ alo cho em tư vấn nhiệt tình. Hôm nay em chưa mua được thì mai mua, đúng không? Anh em chưa tin tưởng em thì cứ theo dõi kênh của em, mua sau vẫn chưa muộn, đúng không? Đúng không ạ? Đấy. Mình phải có đầu tiên, phải có không quen mới thành có quen. Không quen mới thành quen được đó. Chứ không phải ai là người quen ngay đâu. Còn cảm ơn rất nhiều anh em đã theo dõi em trong thời gian qua, tin tưởng em rồi thì sau dõi kênh của em rất cảm ơn anh em. Còn những em mới vào theo dõi em ấy thì nhấn like với cái kênh của em, theo dõi em. Đấy, cảm ơn anh em. Đấy. Còn em là bán là em à, duy em ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, nhưng em chuyên bán sỉ bán lẻ tất cả xe win đi toàn quốc. Đấy, đi toàn quốc. Đấy, em ship Bắc Nam 500, miền Đông 600, miền Tây Cà Mau 700, và em nhận dọn cho anh em. Túi tiền của anh em đến đâu em dọn được đấy, anh em nhớ nhá, em dọn theo túi tiền của anh em có bao nhiêu dọn được đấy, tiền nào của ấy, đồ gì như nào nói rõ cho anh em luôn. Và bảo hành cho anh em. Đấy, tất cả xe nhà bán ra là cam kết an ninh chuẩn chỉ trọn đời. Đấy. Ok chưa? Mọi thắc mắc em cứ alo cho em là 0358 444 888, em tư vấn. Đừng nhắn tin. Ok, tôi chào tất cả anh em nhé. Một nữa anh em xem nhớ like và đi cái kênh của em nhá.